Kính chào quý vị, sau đây là những thông tin nóng mà chúng tôi vừa cập nhật trong vài giờ qua. Quý vị đừng quên like và chia sẻ video để nhiều khán giả cùng theo dõi quý vị nhé. Và bây giờ xin mời quý vị cùng theo dõi. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với bản tin của Tin Mới trong bản tin ngày hôm nay. Các bạn thân mến, Tin Mới sẽ mang đến cho quý vị và các bạn các nội dung sau. Kính thưa quý vị khán giả, trong khi từ đầu tháng 6 năm 2022, tình trạng mưa lớn tại khu vực đập Tam Hiệp gây ra bao thảm cảnh điêu đứng cho gần 20 triệu người dân sống ở khu vực thượng và hạ lưu, làm thiệt mạng hàng chục thậm chí hàng trăm ngàn người, tàn phá nhà cửa, đất đai, hoa màu, của cải, gây thiệt hại hàng chục tỷ đô la, gây kinh hoàng và chấn động dư luận. Nguy hiểm hơn khi một số đông người Trung Quốc đã bỏ xứ xa quê, vác ba lô đến biên giới 7 tỉnh phía Bắc Việt Nam tìm cách vượt biên nhằm tìm sự sống mới. Họ truyền tay nhau chỉ có Việt Nam là nơi yên bình và đáng sống nhất trong thời điểm hiện tại mà thôi. Thưa quý vị, trong lúc chính quyền và người dân vẫn đang chật vật đối phó với lũ lụt như kiểu họa vô đơn chí mà ông trời dường như chưa muốn buông tha cho con đập này, khi vào sáng nay, cơn bão số 3 lại tiếp tục đổ bộ vào các tỉnh miền Nam của Trung Quốc, khiến cho tình hình mưa lũ tại các khu vực đập Tam Hiệp càng thêm trầm trọng hơn và ngày càng nguy hiểm hơn. Thưa quý vị, cơn bão mới đã khiến nhiều khu vực tại Trung Quốc bị thiệt hại vô cùng to lớn, đến cả các thùng container cũng bị thổi bay. Vào sáng nay, cơn bão số 3 đã đổ bộ vào tỉnh Quảng Tây, Thượng Hải, gần khu vực trung tâm, sức gió tối đa đạt trên cấp 12. Gió mạnh khủng khiếp đã gây ra thiệt hại rất lớn cho vùng ven biển của hai tỉnh trên. Cuồng phong mang theo mưa lớn, lũ quét dọc bờ biển đã gây ra thiệt hại lớn. Cơn bão đã khiến cho nhiều thùng container bị thổi bay, cây to từ 30 đến 40cm cũng bị đổ ngang và đè bẹp nhiều xe cộ, mái nhà xưởng bị lật tung, ô tô cũng không thể di chuyển được vì không thể chống lại cơn cuồng phong. Kèm theo đó là tiếng gió rít rất dữ dội. Ngoài ra, một đoạn video khác trên mạng xã hội cũng cho thấy cơn bão đã gây mưa lớn và ngập lụt tại nhiều khu vực khác như Giang Tây, Quảng Châu, Trùng Khánh, Tứ Xuyên, An Huy. Và theo một thống kê sơ bộ, gần 2 ngày qua đã có 5.674 người thiệt mạng và mất tích trong cơn bão khủng khiếp này. Bão dự đã gây ra mưa lớn xảy ra ở khu vực sông Dương Tử, khiến cho mực nước có hồ chứa Tam Hiệp tăng vọt. Các quan chức cho hay mực nước đã vượt qua mức nước kỷ lục cao nhất trong lịch sử. Tuy nhiên, dữ liệu về mực nước cho chính phủ cung cấp bắt đầu dao động trong một phạm vi nhất định và nó không khớp với lưu lượng dòng chảy vòng ra của hồ. Theo Tân Hoa Xã, trận lũ số 2 vào năm 2022 của sông Dương Tử đã đến, lưu lượng dòng chảy của hồ chứa Tam Hiệp lần này còn gấp bội, đạt ra 61.000 mét khối trên giây. Và lưu lượng dòng chảy ra khỏi hồ cũng vì thế mà tăng lên 35.000 mét khối mỗi giây. Con số lưu lượng dòng chảy vào hồ là 60.000 mét khối mỗi giây tiếp tục duy trì cho tới nay. Căn cứ theo dữ liệu mực nước thì thời gian thật do mạng thủy văn Trung Quốc của chính phủ cung cấp, mực nước và lưu lượng dòng chảy vào ra hồ chứa Tam Hiệp như sau. Lưu lượng nước vào luôn cao hơn so với lưu lượng nước ra, tuy nhiên mực nước từ hồ chứa do chính phủ cung cấp lại không duy trì tốc độ tăng cao. Dữ liệu từ chính phủ cho thấy mực nước đã tăng khoảng 0,82m trở lên, từ 163,47m lên tới 164,29m chỉ trong vòng 1 giờ, khi mực nước có hồ chứa Tam Hiệp đạt 164,29m. Nó đã vượt qua mức cảnh báo 145m so với 19m, chỉ còn chưa đến 10m nữa sẽ cán mốc mực nước cao nhất của hồ chứa Tam Hiệp là 1,5. Rõ ràng nếu mực nước cứ tiếp tục tăng đều với tốc độ 0,82m/giờ, chắc chắn nó sẽ gây ra sự hoảng loạn trong cộng đồng dân chúng. Hiện tại, việc đập Tam Hiệp có vỡ hay không đã trở thành một chủ đề được quan tâm rộng rãi cả trong và ngoài nước. Vài ngày trước, các quan chức đã thừa nhận rằng đập Tam Hiệp đã có dấu hiệu biến dạng và rò rỉ, nhưng họ vẫn khẳng định rằng nó vẫn ở trong phạm vi bình thường. Theo những bức ảnh do Tân Hoa Xã công bố, việc xả lũ đập Tam Hiệp đã tăng từ 6 lên 10 cửa. Nếu xả lũ tiếp tục tăng, nó sẽ khiến cho các khu vực hạ lưu hỗn loạn. Mưa lớn trên khu vực sông Dương Tử vẫn tiếp tục kéo dài. Mực nước trên dòng chính của dòng phụ của sông Dương Tử, hồ Động Đình, hồ Bà Dương đã vượt qua mức cảnh báo trong nhiều ngày qua. Nhiều hồ nước xả lũ, tình hình tràn ngập, tràn đê, vỡ đê liên tục diễn ra. Giang Tây, Hồ Bắc thậm chí còn chủ động phá đê, lũ lụt lan tràn ở khắp nơi. Người dân đang sống trong cảnh thấp thỏm, hoang mang, không biết đập Tam Hiệp có thể oằn mình chịu được bao lâu nữa.
Rất nhiều người đã tìm cách bỏ của chặn lấy người và quan niệm con người thì còn của. Không luyến tiếc bất cứ điều gì, giống như đang mang bản án tử hình treo trên đầu của mình vậy, một khi đập tam hiệp bị vỡ toan. Vào sáng ngày hôm qua, chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc thừa nhận thượng nguồn của sông Dương Tử đã hình thành cơn lũ đặc biệt nghiêm trọng trong năm 2022. Trong cơn bão vừa qua, dự đoán dòng chảy tối đa và hồ chứa Tam Hiệp đã trên 60.000 mét khối trên giây. Thế giới lo ngại đập Tam Hiệp sẽ không thể chịu đựng thêm được nữa. Kể từ đầu tháng 6 cho tới nay, lưu lượng sông Dương Tử ở Trung Quốc đã phải liên tục hứng chịu những trận mưa to xối xả không ngừng. Trận lũ số 1 vẫn càn quét từ đầu tuần cho đến nay và dự kiến trận lũ số 2 cũng bắt đầu hình thành. Đến thời điểm hiện tại vẫn không ngừng xả lũ, khiến cho các khu vực tại Trung và Hạ Lưu của cùng thượng lưu sông Dương Tử liên tục phải hứng chịu lũ lụt. Truyền thông của Đảng Cộng sản Trung Quốc đưa tin cơn lũ mới đã gây ra sạt lở ở thượng nguồn sông Dương Tử bị ảnh hưởng bởi mưa lớn. Những khu vực thực thượng nguồn sông Dương Tử như sông Băng Giang, sông Gia Lăng, đập Hưng Gia Bá đến Thống Thang, thậm chí cả khu vực Tam Hiệp đều có lượng nước tăng mạnh. Cục Thủy văn thuộc Ủy ban Thủy lợi sông Dương Tử của Bộ Thủy lợi Trung Quốc đã chính thức tuyên bố trên thượng nguồn sông Dương Tử đã hình thành cơn lũ số 2 năm 2022. Dự kiến lưu lượng dòng chảy của đập Tam Hiệp trên 65.000 mét khối trên giây, một con số kinh hoàng. Cục Thủy văn Ủy ban sông Dương Tử đã đưa ra cảnh báo rõ mức cao nhất của lũ lụt tại hồ chứa Tam Hiệp ra khu vực Thống Thang thuộc thượng nguồn sông Dương Tử, cảnh báo màu cam về lũ lụt tại các đoạn bên dưới hồ Động Đình, Bà Dương, Thúy Dương và cảnh báo lũ lụt tại sông Kim Giang. Ngoài ra, hãng thông tấn của Đài Bắc Đài Loan cho hay, do ảnh hưởng của mưa lũ lớn liên tục ở khu vực sông Dương Tử, tòa nhà của nhà máy sửa chữa đường đại ở Tăng Bình, thôn Bắc Giang, thị trấn Huyết Kê, thành phố Duy Tân, tỉnh Từ Xuyên đã bị ảnh hưởng bởi lở núi và lũ quét vào khoảng 1 giờ 30 phút sáng ngày hôm nay. Một lượng lớn đất đá đã cuốn trôi nhà máy và ít nhất 200 người đã thiệt mạng. Một vụ lở núi cũng được ghi nhận tại xã Thổ Địa, quận Phú Long, thành phố Trùng Khánh. Đây cũng là một trong khu vực nằm trong thượng nguồn sông Dương Tử. Theo báo cáo, lở núi đã chặn ngang dòng sông Thiên Hạ ở địa phương, tạo thành một hồ nước tam thời với khối lượng 420.000 mét khối và đang có hiện tượng rò rỉ nước, gây nguy cơ vỡ hồ bất cứ lúc nào. Tại tỉnh Kiến Thủy, Hồ Bắc thuộc khu vực hồ chứa Tam Hiệp, vào sáng ngày hôm qua, mưa như chút nước đã khiến khu vực nội thành bị ngập lụt. Chính quyền huyện đã tiến hành công tác ứng phó khẩn cấp kiểm soát lũ lụt cấp 1. Đập Tam Hiệp có thể tồn tại trong bao lâu nữa? Trên thực tế, cho tới nay, mức độ an toàn của con đập vẫn đang là vấn đề gây tranh cãi trong một thời gian dài. Các phương tiện truyền thông chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng đã thừa nhận rằng đập Tam Hiệp đang có hiện tượng rò rỉ và biến dạng nhưng không tiết lộ dữ liệu chi tiết. Sau đó, một đoạn video mô phỏng vỡ đập đã được đăng tải lên mạng xã hội. Theo như giới thiệu của video, nếu đập Tam Hiệp vỡ, lũ lụt cao gần 100m sẽ được giải phóng với tốc độ hơn 100 km/h trong vòng 30 phút. Sau khi vỡ đập, trận lũ sẽ phá hủy đập Cát Châu đến các thành phố Nghi Sương với tốc độ 70 km/h. Trận lũ sẽ phá hủy cả Nghi Sương trong vòng 5 giờ. Mực nước ở Nghi Sương sẽ cao tới 10m. Video này đã gây xôn xao trên mạng xã hội, thế nhưng phía chính quyền lại không đưa ra bất kỳ phản hồi nào. Một nhân viên kiểm soát lũ tuyến đầu của tỉnh An Huy sau khi xem video, ông cho rằng video này rất có thể do một bộ phận người trong chính phủ làm ra, bởi vì người bình thường không thể đưa ra những suy đoán chuyên nghiệp như thế. Nhưng tại sao giới chức chính phủ lại ban hành video này và đưa nó lên Internet lưu hành? Ông nói rằng ông không rõ nguyên nhân. Sau đó, hiện tại tình hình kiểm soát lũ ở Trung Quốc đang vô cùng nghiêm trọng. Và điều gì đã xảy ra nếu một siêu lũ khác ở thượng nguồn đập Tam Hiệp bùng phát? Điều này quả thật khiến cho thế giới lo lắng. Theo một thống kê mới nhất, thiệt hại vẫn chưa thể thống kê kịp thời bởi liên tiếp trong những ngày vừa qua, hầu như các cơ quan ban ngành của Trung Quốc đều phải đóng cửa để đi sơ tán. Ước tính thiệt hại hiện giờ đã lên tới khoảng 30 tỷ đô la. Đây là con số thiệt hại cao nhất trong lịch sử mà Trung Quốc đang phải hứng chịu, thậm chí thiên tai vào năm 1945 ở 8 tỉnh của Trung Quốc, hồi đó chỉ bằng 3% thiệt hại của thời điểm bây giờ.
đều cho thấy rằng Trung Quốc đang đối mặt với vô vàn khó khăn và thử thách. Thưa quý vị, theo các nhà quan sát cho biết, Trung Quốc đã xảy ra tình trạng trên, tất cả đều do người đứng đầu chính phủ Bắc Kinh, ông Tập Cận Bình gây ra, bởi vì chính quyền ông ta trong thời gian vừa qua đã có những đường lối chỉ đạo hoàn toàn sai trái, đi ngược lại với quy luật của tự nhiên. Vậy sai trái ở đây là gì? Đó chính là việc phía Trung Quốc liên tục đi quấy nhiễu, quấy phá, hòng xâm chiếm Biển Đông, cướp bóc lãnh thổ, lãnh hải của các nước láng giềng xung quanh mình. Ngoài ra, tội ác của Trung Quốc là quá tàn tình khi giết hại 20 binh lính của Ấn Độ, khiến cho hơn 1 tỷ người dân của New Delhi đã đồng loạt đốt cờ Trung Quốc, đốt hình ảnh của ông Tập Cận Bình để trả thù. Đó chính là tội ác mà bây giờ trời và đất sẽ nổi dậy thay cho thế giới trừng trị Trung Quốc, trừ khử chính quyền ông Tập Cận Bình để cô lập Bắc Kinh. Điều đó hoàn toàn thích đáng và nó đúng theo quy luật của tự nhiên. Thưa quý vị, có một thông tin được cho là rất xấu và rất buồn cho phía Trung Quốc khi hôm qua đài khí tượng của Thủy văn Mỹ, Nga, Nhật Bản đồng loạt cho biết trong một vài ngày tới hoặc có khi nào hết tháng 7 này sang tận tháng 8, tháng 9, tháng 10 năm 2022, Trung Quốc vẫn xuất hiện những trận bão lớn, mưa to, gió giật, động đất, sóng thần, lũ quét, sạt lở liên tục xảy ra. Và điều này thành hiện thực khi không chỉ có con sông Dương Tử bị đe dọa, mà hơn 200 con sông lớn nhỏ của Trung Quốc đều bị phá vỡ. Và không chỉ có con đập Tam Hiệp lớn nhất Trung Quốc có nguy cơ bị xóa sổ, mà quảng trường Thiên An Môn ở thủ đô Bắc Kinh cũng có nguy cơ bị vùi lấp trong nước lũ. Hiện lở đất và ngập úng xảy ra ở hầu hết các nơi của đại lục. Một số quan chức của Trung Quốc phải thốt lên rằng năm này đúng là một năm đen đủi của Trung Quốc, năm đại họa của Bắc Kinh, khi mà dịch bệnh virus corona chưa đi qua, bão gió liên tục ập vào thủ đô của Trung Quốc làm cho đất nước hơn 1,4 tỷ dân này đang phải chật vật với cảnh màn trời chiếu đất. Những trận động đất, núi lửa, ngập lụt gây thiệt hại nặng nề khiến cho Trung Quốc thiệt hại hàng tỷ đô la Mỹ. Đấy là Trung Quốc còn may khi con đập Tam Hiệp nước này vẫn chưa bị vỡ, trong khi thiên tai dịch bệnh thì liên tục hoành hành. Và nếu như nó bị vỡ thì 2/3 của Trung Quốc sẽ bị cuốn trôi ra ngoài Biển Đông, khi đó Trung Quốc sẽ không còn xuất hiện trên bản đồ của thế giới nữa. Thưa quý vị, sau khi phía Trung Quốc bị ngập úng, lũ lụt, lũ quét, động đất, sóng thần, núi lửa xảy ra liên tiếp trong những ngày vừa qua, thì nhiều chuyên gia của quốc tế phân tích nói rằng chính quyền của Trung Quốc đã bảo thủ khi quyết định xây dựng các công trình, nhưng mà lại không nghe theo các nhà khoa học cố vấn, không nghe theo những nhà nghiên cứu chuyên môn, nên tự ý quy hoạch thành phố, lấp kênh, phá rừng, xẻ núi, xây đập thủy điện, nên biến đổi hoàn toàn hệ sinh thái thiên nhiên ở vùng đó. Lẽ tất nhiên bắn vào thiên nhiên một viên đạn đại bác thì thiên nhiên sẽ trả lại bằng nhiều quả bom nguyên tử. Đây chính là thảm họa mà Trung Quốc đang phải gánh chịu, cái giá của Trung Quốc phải trả, trong khi rất nhiều miền trên đất nước như miền Tây của Việt Nam đang khô nước và thiếu nước ngọt thì Trung Quốc lại phải uống rất nhiều nước. Nông nghiệp của Việt Nam thiệt hại 1 thì lũ lụt của Trung Quốc gây ra thiệt hại 10. Đây chính là một cái thói hung tàn mà phía Trung Quốc đang phải gánh chịu. Hiện tại phía Trung Quốc đang gặp rất nhiều tình huống éo le và gặp vật đen. Tuy nhiên, kỳ lạ thay, trên thế giới không một nước nào hỗ trợ Trung Quốc, bởi vì họ nói rằng Trung Quốc tự gây họa thì tự đi gánh mà lấy. Luật nhân quả báo ứng đối với Trung Quốc hoàn toàn chính xác, thế giới này rất công bằng, luật nhân quả và thiên nhiên cũng rất công bằng. Trung Quốc gây ra thì Trung Quốc phải gánh chịu mà thôi. Cho nên chính quyền ông Tập Cận Bình muốn Trung Quốc yên thân thì phải đối xử tốt với các nước láng giềng, đặc biệt là phải đối xử tốt với cả Việt Nam, không đi xâm chiếm lãnh thổ, lãnh hải của các nước trong khu vực, cho rút toàn bộ tàu thuyền giàn khoan ra khỏi Biển Đông và cắt đứt con đường lưỡi bò, cũng như là phá hủy bởi hòn đảo nhân tạo phi pháp ở Biển Đông. Nếu không, Trung Quốc sẽ còn gánh chịu nhiều hậu quả đau thương trong nhiều ngày nữa. Và các tin tức liên quan đến tình hình lũ lụt, mưa to, gió lớn, bão tố, phong ba, bão táp ở Trung Quốc chúng tôi sẽ liên tục cập nhật cho quý vị và các bạn vào bản tin sau. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Kính thưa quý vị khán giả, nếu như có những đóng góp cho chương trình, xin quý vị hãy để lại comment ở bên dưới hoặc là viết thư cho chúng tôi. Một lần nữa thì Phương Thúy xin thay mặt cho ekip làm chương trình cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.